thành phố Homs đang đối diện với sự tàn phá của chiến tranh. Tin Homs, thành phố Homs đang đối diện với sự tàn phá của chiến tranh giữa lực lượng chính phủ và đối lập. Tỉnh Homs là chiến trường chính ở miền trung Syria. Các tòa cao ốc, nhà của dân chúng, các ngôi đền trong thành phố đều đổ nát, mảnh vụn che phủ các con đường. Những bức tường còn lại như tổ ong, mang không biết bao nhiêu vết đạn. Homs là thành phố lớn hàng thứ ba của Syria. Lực lượng chính phủ của vừa tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát được thành phố. Tuy nhiên, mặc dù lực lượng chính phủ đã kiểm soát được phần lớn lãnh thổ của tỉnh Homs, lực lượng quân đội tự do vẫn còn kiểm soát các quận Al-Qasa và Arastan. Ngay cả tại trung tâm thành phố Homs vẫn còn thỉnh thoảng có tiếng súng nổ. Những khu vực chung quanh tòa tháp, đồng hồ là nơi buôn bán nhộn nhịp trước đây, hiện giờ hoàn toàn im vắng. Người dân thuộc giáo phái Alawite ủng hộ chính phủ còn sống trong thành phố nói rằng đời sống của họ rất khổ sở, giao thông gián đoạn là vật giá leo thang, điện nước không còn cung cấp đầy đủ. Tỉnh trưởng Ahmad Bonney Mohammed nói rằng tỉnh Homs nằm ở biên giới Lebanon cho nên khó dẹp được loạn quân Sunni. Tỉnh trưởng Mohammed cũng nói rằng nếu có hòa bình, công việc tái thiết thành phố phải mất rất nhiều năm.